nó ngay quận 10 mà. 30, 35, 60. Nó có loại nhỏ không? Toàn 60 à? 60, 30, 60 là 18. Thuế nó là 2 triệu, 2 tỷ. 2 tỷ, 2 tỷ nước tiền. Quay thì cần cái mẫu mẫu rồi không cần cây cần để cho nó đẹp thôi. Ui cái này đẹp quá nhỉ, view đẹp. Cái này thì nó vướng nắng nên nó làm nhỏ. Giờ anh đặt bên kia luôn, bên đánh luôn giai điệu luôn này. Đúng rồi. Anh có quen mấy cái ông sàn đây không? Ừ. Quen mấy sàn đây. Quen hả? Không, không cần nhiều. Tôi chủ yếu là tôi cho thuê thôi mà. Bán là ít là. Hôm qua cho thuê được một căn là dưới Phú Thạnh. Phú Thạnh. Tân Phú. Còn cái căn bán kia hôm qua ký hợp đồng này. Ký rồi. Hôm qua cái ông đấy ông ngồi 15 phút rồi. Ký hợp đồng xong rồi, nhanh thế. Chủ nhà cũng nhanh, khách cũng nhanh. Có người nào bị mắc bệnh không? Hôm trước tôi có quen cái chị đấy nhưng mà chị bây giờ chị bảo hết hàng.